Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin mới nhất cập nhật về giá xăng dầu hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2024 trên kênh Giá Năng Lượng TV. Chúc quý vị và các bạn buổi chiều vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay 26 tháng 10 năm 2024, giá dầu ổn định, tăng 4% trong tuần. Giá xăng dầu hôm nay 26 tháng 10 năm 2024, giá dầu tăng 4% trong tuần, khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ghi nhận trên Oil Price lúc 5 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024, theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI ở mốc 71,69 USD thùng, tăng 2,27%, tương đương tăng 1,59 USD thùng. Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 75,9 USD thùng, tăng 2,25%, tương đương tăng 1,67 USD thùng. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng 4%, giá dầu WTI tăng 3,7%. Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết, thực sự có vẻ như thị trường đang dao động trong một mô hình chờ cho đến khi chúng ta có được câu trả lời cho một số câu hỏi về Israel, chiến tranh và cuộc bầu cử. Theo nhà phân tích này, cuộc bầu cử đang tạo ra sự không chắc chắn trên nhiều thị trường khiến nhiều người trở nên thận trọng, chưa sẵn sàng đưa ra những cam kết lớn vì lo khả năng xảy ra biến động. Các nhà đầu tư trên thế giới đang đổ xô vào đồng USD, đặt cược vào sự biến động gia tăng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức ngày 5 tháng 11, cũng như cuộc bầu cử ở Nhật Bản, quyết định lãi suất của ba ngân hàng trung ương lớn và phần trình bày ngân sách mới của chính phủ Anh. Theo Tim Snyder, nhà kinh tế trưởng tại Matador Economics, địa chính trị là động lực chủ đạo cho thị trường. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng như dây đàn. Israel vẫn tiếp tục không kích vào Lebanon, thậm chí vào cả một cửa khẩu biên giới với Syria. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cần phải cấp bách đưa ra một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường. Các quan chức Mỹ và Israel dự kiến sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thả các con tin ở Gaza trong những ngày tới. Giá xăng dầu trong nước hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2024. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26 tháng 10 năm 2024 được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15 giờ ngày 24 tháng 10 của Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 38 đồng lít, xuống còn 19.692 đồng lít, xăng RON 95 giảm 68 đồng lít, xuống còn 20.894 đồng lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 264 đồng lít, xuống còn 18.057 đồng lít, dầu hỏa giảm 57 đồng lít, xuống còn 18.570 đồng lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 139 đồng trên kg, ở mức 16.229 đồng trên kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương, Tài chính không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu MADUT. Như vậy, tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 42 phiên điều chỉnh, trong đó có 21 phiên giảm, 17 phiên tăng và 5 phiên trái chiều. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.